Rồi, xin chào tất cả anh em nhá. Thì ở đây mình có một con máy, thì nói chung là mình cũng mới tẩu em này về thôi. Nói chung là mình sử dụng hàn nẹp rất là ok nhá. Ví dụ mà anh em nào mà không có máy hàn mít để hàn những cái nẹp chỉ dành cho cửa sắt á, thì mình khuyên anh em nên sử dụng con máy này. Đó, con máy ARC 250 nhá. Thì nó là dây chuyền của nó là của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Việt Nam nhá. Đó, công nghệ là công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất là tại Việt Nam. Thì theo mình cũng test thử mấy lần rồi thì mình cũng thấy là con máy, mình cảm nghĩ là mình là một người thợ thì mình nói chung là con máy này mà để mà hàn nẹp đó, rất là ok luôn, nó rất là nhạy nha. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em cùng xem. Đây là cái nẹp mình đã cắt sẵn nha. Bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ... đây, nếu như con máy này thì anh em sẽ chỉnh lên cho mình là 63 đến 65 nha, 63 đến 65 để mình hàn nẹp nha. Rồi đấy, mình sẽ là dùng que là 2 ly rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ hàn nẹp vào. Đấy, ok đó, rất ok anh em ạ. Đó, em nhìn kỹ nha, không biết anh em có thấy không. Đây, mình sẽ xoay sáng cho anh. Đây, thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ là hàn phía trên đầu nó cho anh em cùng xem nhá. Rồi, đấy. Đó, như vậy thôi là mình để mài nó cũng giống như cái nét nhỏ như là con máy mít ạ. Đó, sau đó mình sẽ mài nó đi. Đó, như vậy là mình sẽ có cái nẹp là rất là đẹp, rất là khít nhá. Đó, anh em nhìn kỹ này. Đó. Rồi bây giờ mình đây này. Đó, ok lắm anh em nhá. Đó, rất là cứng nhá. Đó, vẫn không hạ miệng này, thấy không? Đó, này, nhìn kỹ nha, vẫn không hạ miệng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test tiếp. Đó, tiếp tục cái nẹp này. Đây là cái nẹp này sắt rất mỏng nha anh em nha. Đó, anh em nào mà ví dụ mà hàn nẹp là biết cái nẹp này rồi. Đấy, anh em nhìn nhá, là mình có cái sỉ ra cho này. Đó, đấy, anh em nhìn kỹ nhá. Đó, đây mình quay sát luôn này. Đó, được chưa? Đó, hai dấu hàn rất là đẹp, rất là nhỏ nhắn. Đó, anh em mà hàn nẹp mà sử dụng con máy này thì ối luôn á, rất là đẹp nhá. Không phải là ối dừa ối là xấu đâu. Đấy, chưa, mình có sỉ này, mình có sỉ này. Đó, mình sẽ quay sát lại cho anh em cùng xem này. Đó, thấy chưa? Đấy, cái nẹp chỉ rất khít đúng không? Đó. Đó, anh em nào mà làm nghề mà muốn hàn nẹp cho nó đẹp á thì đây mình nên khuyên anh em sử dụng con máy này nhá. Đó, máy này thì nói chung là dành cho gia đình là một này. Anh em nào đi công trình là hai này, hàn nẹp là ba này, rất ok. Đó, nói chung là nếu như anh em muốn xài que 3 ly 2 thì anh em sẽ vặn mắt xi mum ra. Đó, trọng tải của cái máy này thì hàn que 3 ly 2 thì cũng rất ok, mình đã test thử rồi. Thì để đó mình sẽ đăng que 3 ly 2 cho cái video que 3 ly 2 cho anh em cùng xem. Đó, nên nhớ là công nghệ là của là Nhật Bản nhưng mà là máy hàn này sản xuất tại Việt Nam nha. Đó, rất là ok, mình test nói chung là từ trưa đến giờ rồi, thử cái các kiểu con đà điểu rồi, mình thấy là rất là ok. Đó, nếu như anh em mà muốn kéo thì anh em sẽ chỉnh xuống cho mình là 90. Đó, 90 hoặc 95. Rồi ở đây là mình sẽ là 93 nha, mình sẽ kéo. Đây, anh em nhìn kỹ nha, ở đây là đường này mình kéo này. Đó, đó, nét rất nhỏ và đẹp, được chưa? Đó, anh em nếu mà kéo ở trên sắt hộp góc 45 độ thì anh em sẽ chỉnh xuống 90 đến 95 là anh em kéo là ok. Đó, còn trên máy hiển thị là anh em nhìn kỹ nha, là nó là 93. Đó,
Đấy, con máy này thì khi anh em mua thì nó sẽ tặng kèm cho là một đôi bao tay này, một đôi bao tay và cái mặt nạ đồ đánh sỉ, và dây hàn thì nó sẽ là 3 mét, đó, dây hàn 3 mét thôi. Thì con máy này thì nó đến tay, nói chung là giao hàng tận nơi thì nó sẽ là 1,6 triệu. Đó. Nếu như anh em mua một bất cứ một cái món gì nữa thì tặng thêm 150k, là miễn phí thêm 150k cho anh em á, khấu trừ á. Đó. ARC 250, anh em nhìn kỹ nha, ARC 250 này. Đó. Lọc hành công nghệ của Japan mà sản xuất tại Việt Nam nha, là Nhật Bản á. Công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Việt Nam, rồi tem chống giả trên thân máy này, trên máy này, và hiệu suất công suất nó sẽ là ở đây nha. Đó, hiệu suất công suất nó sẽ ở đây. Đó. Máy này là máy 250 nha. Rồi maximum thì anh em sẽ sử dụng cho là quay hàn 3 ly 2, kéo liên tục. Khi kéo 3 ly 2 liên tục thì nó sẽ có là ở đây nó sẽ có hai chế độ đèn. Đèn bên này đỏ là khi mà mình kéo quá tải, tức là máy nóng thì nó sẽ là báo về con đèn đỏ lên cho mình, hoặc là nó sẽ tự ngắt cho anh em. Đó, máy này là máy tự ngắt được nha. Đó, khi mình xài quá tải của hàn nhiều quá nó sẽ tự ngắt cho mình. Đó, máy này mình thấy là rất ok. Nó cũng là thuộc dạng không phải nhẹ đâu nha, nó là cũng là ok đấy, nặng đấy. Đó. Con máy hàn mà nó nặng nó mới chất lượng nha anh em. Đó, nếu như anh em nào mà cần mua con máy này thì nói chung là liên hệ qua số điện thoại với mình, hoặc là mình có để số điện thoại ở trên màn hình đó. Anh em nào cần thì điện thoại qua số điện thoại nhá. Đây, nhỏ gọn nhá, nhỏ gọn. Đó. Rất chất lượng, hàn đẹp, kéo sắt tấm, sắt dày đều ok hết. Đó, mình đã test thử rồi. Rồi. Đó, anh em nào mà cần đặt hàng thì nhớ liên hệ với mình nha. Rồi, ok.